đây, việc đảm bảo lá phiếu của quý vị được đếm, thậm chí còn dễ dàng hơn. Vui lòng đăng ký ngay hôm nay để nhận thông báo bằng tin nhắn hoặc email về quá trình xử lý lá phiếu của quý vị. Quý vị sẽ nhận được thông báo khi sở bầu cử quận Kinh nhận được lá phiếu của quý vị, xác minh chữ ký của quý vị và đếm lá phiếu của quý vị. Điều này giúp quý vị tin tưởng rằng lá phiếu của mình đã được đếm và tiếng nói của quý vị được lắng nghe.